Làm luôn cái này phát lâu lắm mình à, đâu phải là lâu lắm. Sai lầm quá. Nope. Đời hết ạ. Bắn không đâu. Vãi cả đái, bắn một cả mả đủ có 28 chiếc. Cảm giác bắn không ổn là phải đổ ngựa xuống ngay. Giáo sư khi điểm giữa bởi vì sao A2 và A4 là gì? Cỏ hai đấy quên đi ạ. Bởi vì nếu mà nói xếp vào trong game nhé. Nếu xếp trong game thì con M16A4 thì có lẽ là được cái là nó thêm cái giảm thanh một tí. Hiểu vấn đề rồi hay chưa? Cái vụ 16A2, 16A4 thì tôi nghĩ là cái khác biệt đầu tiên có lẽ là cái giảm thanh. Bởi vì cái giảm thanh của cái thằng thằng M4 và M16A4 ấy. Còn về chung có lẽ chỉ có vậy thôi. Right. Đúng không? Shit. Đi chi tiết rồi đấy. Một triệu đấy giờ nứt tôi dành với cái thôi. Ok hiểu luôn hay chưa? Tôi không kiếm tiền đâu hay chưa ạ? Đây là cứ thoải mái không? Mua shipper. Cái đấy, à đây, cảm ơn thầy thử xem.